Cây rất là to, cây của nó to không? Ở khu đất này nó tốt, nó phát triển rất là tốt. Và đây có một quả chín, một quả chín vàng nhá. Mình sẽ lấy cái quả chín này. Đấy. Khi mà nó chín thì vỏ nó màu vàng như này. Đấy. Còn ở đây là quả bố bếp xanh. Thì nó có màu xanh như này. Còn khi mà nó chín thì nó sẽ màu vàng như này. Và nó chín đến độ tới tầm thì nó sẽ rụng xuống. Thì mình sẽ vặt cái quả này. Đây một quả nữa. Ở đằng kia thì đằng phía đằng kia thì mình chỉ thấy một cái cây bé thôi và có một quả duy nhất thôi. Nhưng mà không ngờ ra đến đây thì gặp một cái bụi bóp ép luôn. Và nó có tổng hợp của rất là nhiều cây, một cái bụi rất là lớn. Rất là lớn, cây rất là cao. Cây phải cao cả mét, hơn mét nữa. Rất là lớn luôn. Đây mình lại bóc tiếp cái quả này cho các bạn xem. Cây này rất là tốt này. Đây là cây bóp dép cạnh bờ sông luôn. Và nó có một cái quả. Quả này nó đang chín rồi đây. Quả này có quả duy nhất này. Đấy, đây là quả bóp dép. Đây là gọi là quả bóp dép nữa. Bếp này thì ngày xưa còn nhỏ đấy thì rất là nhiều. Ngày xưa chăn trâu chăn bò ấy thì bọn mình thường lấy quả chín để ăn rất là ngọt. Bây giờ mình sẽ bóc cái quả này ra cho mọi người xem bên trong nó như nào. Trong của nó là bên ngoài nó bọc của nó vỏ bên ngoài nhé, bên trong là cái quả bóp ép như thế này.
thì rất là thơm. Ăn nó có vị ngọt ngọt thơm thơm. Rất là tốt. Cây có một quả duy nhất thôi. Mình sẽ nhớ cái vị trí cái cây này. Và để chiều tối mình sẽ đánh về nhà mình trồng một cây bốp bép trong vườn. Đây nó đang ra hoa rồi. Cây này nó gốc nó dài tít dưới này. Và có một quả duy nhất đây. Quả duy nhất. Chắc chắn là có cây có ghép hay không. Đặt đất thì rất là khô. Trên này thì muốn đỗ này. Cây có ghép thì thấy hay mọc hoang, mọc sen kẽ vào một cái gối đỗ, một cái chỗ bụi cỏ này, nó rất là hay khó. Cái này không phải chỗ bếp này. Đây chứ dưa giò nước vào dưa cắt hết dây bép tiếp đi. Ở phía đằng đồng kia thì mình đã tìm được một cây rồi, nhưng mà đang quay thì máy quay hết pin. Bây giờ ra cái khu này thấy bảo quá cái bóp bép rất là lớn đây. Ở cái khu nghĩa địa này, đây là một dạng cây bóp bép các bạn nhìn này. Cây bóp bép rất là lớn luôn, rất là to luôn. Mình chưa bao giờ thấy cây bóp bép nhiều như này. Nó ở cạnh cái dưới là cái bí nồi. Đây này, những cây bóp bép rất là lớn. Thì đây là cây cây bóp bép mà mình đã phát hiện ra nha. Nó rất là nhiều quả. Các bạn có thể quả nhìn gì quả bóp bép đấy. Bóp bép á? Ừ, đừng vặt quả xanh để tí bố vặt quả chín cho con ăn nhá. Bóp bép. Ừ. Giống cây như rất là bụi này. Có đến chục cây tập trung ở đây. Rất là lớn. Đây. Có cái cây này quả nó cũng đang chín ương ở đây. Thì mình sẽ lấy một số quả để mình đây. Một số quả nó đang chín rồi. Đây. Nó hơi có màu vàng đấy. Thì mình sẽ lấy những cái quả này. Quả này nó bé nhưng mà nó bé nhưng mà nó màu vàng. Nó có màu vàng này. Bây giờ mình
sẽ bóc ra cho đây các bạn xin xem. Xin chào các bạn nhá. Đây là bố mình nhá. Wow, sẽ... quên mất đi hôm nay. Cái máy quay đi. Đấy, mình sẽ bóc ra để mình quên mất rồi, mình cho các bạn xem bên trong nó là quả nó như thế nào. Bác ơi, đây, quả bò biếc này. Nó có màu hồng vàng như này. Quả nhỏ nhưng mà nó chín rồi. Đây, một quả nữa đây. Tuy vỏ nó cũng bốc hơi xanh nhưng mà bên trong nó cũng đã chín rồi. Nhưng nó chưa được chín vàng lắm. À. Ăn không? Có vị gì? Thơm không? Thơm không? Chua. Hơi chua chua à? Chưa chín lắm. Mà chín nó sẽ rất là thơm. Nếu mà chín cái loạt quả này sẽ nhặt về cho mình ăn luôn. Những cái loạt quả này sẽ chín trong vòng 1-2 hôm nữa. Cây này rất là sai quả này. Các bạn nhìn rất là sai quả luôn. Và bên trong nhân của nó, cây nhân của nó quả rất là to. Đây là một quả bạn. Vẫn còn xanh. Chưa được chín. Đi nuôi không nướng dưa này. Đi nuôi nướng dưa nó được đi nuôi xong nữa. Thank you.